chào bà con và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong khung thời gian quen thuộc dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông của Đài Phát Thanh Truyền Lâm Đồng. Chuyên mục tuần này mời bà con và các bạn cùng đến với những giải pháp canh tác hữu cơ. Tiếp đó là mô hình trồng cây cảnh lá hiệu quả và một số khuyến cáo hữu ích trong việc chăm sóc cây trồng. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Thưa bà con và các bạn, sản xuất nông sản sạch, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà vẫn có thể phòng trừ sâu bệnh là mục đích mà nhiều nông hộ đang hướng tới. Bởi với phương thức canh tác này đã giúp nông dân tiết kiệm được chi phí sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và bảo vệ môi trường. Đó là kết quả phương thức canh tác hữu cơ của phân bón hữu cơ Obion Biển đã được nông dân Lâm Đồng nói riêng, cả nước nói chung kiểm chứng qua thực tế sản xuất. Trong thời gian gần đây, hoa cúc và một số loại rau quả khác của Lâm Đồng đang bị bệnh virus gây hại. Bệnh đã khiến cho cây hoa cúc bị sọc thân rồi khô héo trên diện rộng. Nhưng với vườn hoa cúc của gia đình anh Đỗ Văn Nhân ở xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt lại đang phát triển rất khỏe mạnh. Những cành hoa, nụ hoa đầy sức sống, không nhiễm bệnh đang hứa hẹn những vụ mùa bội thu. Khác hẳn với những vườn hoa cúc đang bị sâu bệnh hại hoành hành dẫn đến mất trắng. Trước kia mình sử dụng cái phân thông thường thì nó cái kết quả nó không đạt bằng cái sao mà sử dụng bằng Obion Biển của bên công ty Đại Nam. Nói về cái thành phẩm của mà Obion Biển này á, thì nếu bà con mà chưa làm á, nếu làm vô là phát hiện rất là rõ. Ví dụ như cái cây bông mà nó bị còi, nó vàng, cây nó còi cào khó lên, vô cái phân Obion Biển này rồi trong vòng chỉ 3 ngày thôi là nó phát hẳn liền. Là cái bông cái lá nó dày, cái đọt nó xanh mướt trắng, cái đọt lá dài, cái vượt lại lên rất nhanh phục hồi. Chỉ là cái phân này biết có đạt hay không là trong vòng 3 ngày thôi, là nó cắt hẳn liền. Bà Nguyễn Thị Phượng Nương cũng ở xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, là người gắn bó với nghề làm nông nhiều năm nay. Xuân Thọ là địa bàn sản xuất ra các loại rau ăn củ chính của thành phố Đà Lạt, trong đó chủ yếu là cà rốt và khoai tây. Đây là hai loại nông sản nổi tiếng của địa phương, góp phần làm nên thương hiệu nông sản Đà Lạt, được nhiều người ưa chuộng. Bà Nương luôn ý thức rõ và tự hào về những giá trị, những loại nông sản nổi tiếng của địa phương mình, nên bà luôn coi trọng quá trình ứng dụng quy trình sản xuất sạch. Những luống cà rốt sắp đến vụ thu hoạch này đã được bà chăm sóc bằng phân bón hữu cơ Obion Biển và tuyệt đối không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thì tôi thấy là nó rất là xanh tươi, tính hôm nay là nó cũng vẫn còn xanh đẹp, nhưng mà tôi cũng chỉ mong muốn là khi mà thương hiệu mà cái ông biển này nè thì nó chất lượng ngay lúc ban đầu như vậy á, thì cái công ty mà sản xuất ra cái ông biển này đó là mình cứ giữ cái nguyên liệu là như vậy để cho người nông dân người ta họ phát triển. Phân bón hữu cơ Obion Biển được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại từ nguồn nguyên liệu 100% hữu cơ với các chủng vi sinh vật có lợi, giúp cây trồng nâng cao khả năng chống chịu sâu bệnh và khả năng sinh trưởng, phát triển của cây trồng, đồng thời cải tạo đất thoái hóa, bạc màu. Loại phân bón này đã đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp hữu cơ sạch, thân thiện với môi trường, nên nông dân và các ngành chức năng Lâm Đồng đã đặt niềm tin để sử dụng trong canh tác. Để tìm hiểu và nắm bắt về quy trình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Obion Biển, Hội Nông dân và ngành nông nghiệp các địa phương trong tỉnh, trong đó có Lâm Đồng, đã đến tham quan trực tiếp dây chuyền sản xuất tại nhà máy phân bón Obion Biển ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thật ra thì cái phân bón Obion Biển thì đã sử dụng cách đây 6-7 năm rồi, thì hôm nay mới được dịp để mà tham quan cái nhà máy sản xuất phân bón Obion Biển của công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Nam. Thì nhận thấy là cái quy mô sản xuất của nhà máy phân bón này rất là lớn. Và cái quy trình sản xuất theo như được giới thiệu là quy trình sản xuất nó cũng đảm bảo những cái yêu cầu đặt ra về cung cấp những cái dưỡng chất cho cây trồng, đặc biệt là cái dưỡng chất hữu cơ vi sinh, nó phù hợp với phát triển nông nghiệp sạch hiện nay. Nông nghiệp hữu cơ là một hệ thống sản xuất nhằm duy trì sức khỏe của đất, cân bằng hệ sinh thái, con người. Dựa trên các quá trình sinh thái, đa dạng sinh học, thích nghi với điều kiện địa phương, không sử dụng vật tư đầu vào có hại như thuốc trừ sâu bệnh, phân bón hóa học, chất bảo quản, chất phụ gia là hóa chất tổng hợp, thuốc kháng sinh, sinh vật biến đổi gen, hóc môn.
kết hợp canh tác truyền thống với đổi mới và khoa học công nghệ có lợi cho môi trường, thúc đẩy các mối quan hệ, chất lượng cuộc sống của con người và các bên có liên quan. Trên cơ sở đó, khái niệm về nông nghiệp hữu cơ là hệ thống đồng bộ hướng tới việc thực hiện các quá trình sản xuất với kết quả là đảm bảo hệ sinh thái bền vững, thực phẩm an toàn, dinh dưỡng tốt, chăm sóc chu đáo động vật và công bằng xã hội. Là hệ thống sản xuất, không sử dụng hoặc loại trừ các chất hóa học tổng hợp trong các vật tư đầu vào. Đây là mục tiêu mà ngành nông nghiệp Việt Nam đang hướng tới và phân bón hữu cơ Obion Biển đang góp phần hoàn thành mục tiêu này vì chất lượng cuộc sống không ngừng được nâng cao. Bà con và các bạn thân mến, cũng trên địa bàn xã Xuân Thọ, kết hợp việc canh tác hữu cơ và thay đổi những loại cây trồng mới giá trị kinh tế cao, bà con nông dân nơi đây đã khẳng định được thế mạnh của vùng đất Đà Lạt phù hợp với rất nhiều loại cây trồng khác nhau. Trồng cây cảnh lấy lá là một minh chứng. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Vườn cây lá cảnh đuôi chuồn này là của gia đình chị Phạm Thị Thúy Hà ở thôn Đa Quý, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt. Trước đây, khu vườn này chị trồng cà rốt và các loại rau màu khác. Tình cờ được biết đến giống cây đuôi chuồn với nhiều tiềm năng, lại mua được cây giống lúc đó khá rẻ, nên gia đình chị Hà quyết đầu tư vào loại cây trồng này. Vườn cây của chị hiện có hơn 17.000 chậu cây trên diện tích hơn 3.000 m2. Ban đầu á thì mình cũng không có định trồng mấy, nhưng mà mình xuống á thì mình coi mình cảm thấy là được, xong rồi mình mới mua mình trồng thôi. Nhưng mà mình trồng xong rồi mình lại cảm thấy là bán được. Theo chị Hà, thời gian ban đầu để trồng lên cây mất khoảng 2 năm mới cho thu hoạch được nếu trồng từ hạt giống. Trồng từ cây con thì mất khoảng 1 năm là có thể cho thu hoạch. Lá đuôi chuồn đòi hỏi cứng cáp nên cần được trồng ngoài trời. Kỹ thuật chăm bón cũng không quá khó khăn như khi trồng rau màu. Mỗi tháng, chị Hà chỉ cần chăm bón thêm một lượng phân bón nhỏ là đủ dinh dưỡng cho cây phát triển. Hiện, lá đuôi chuồn đang được bán cho các shop hoa và đầu mối thu mua với giá từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng một cành. Trung bình mỗi tháng, vườn lá này cho thu hoạch từ 20 đến 30.000 cành, mang về khoản thu trung bình từ 25 đến 3 triệu đồng một tháng. Với vườn lá cảnh này, hiện chị Hà chỉ thuê thêm một công lao động nhổ cỏ và cắt tỉa cành lá già, hư hỏng. Còn lại, việc cắt lá bán, đóng hàng đều do một tay chị đảm nhiệm để đảm bảo lá cắt đi đạt đúng chuẩn theo yêu cầu của khách hàng. Trong vòng, thí dụ như bình thường, á, cứ một tháng là mình cắt khoảng cỡ 20 triệu. Đó. Còn thí dụ như sau này lễ đồ là cắt nhiều hơn. Thị trường thì tiêu thụ ở trên mấy cái shop hoa ở Đà Lạt ấy. Rồi ở dưới Trà Mát này thì cũng có. Trong mấy cái chỗ mà người ta buôn bán hoa đó là mình cứ giao cho người ta chuyển đi khắp nơi. Hiện trên địa bàn xã Xuân Thọ đã có nhiều nông dân bắt đầu chuyển hướng sản xuất kinh doanh. Từ những vườn rau màu kém hiệu quả sang canh tác những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn như trồng sen đá, trồng cây lấy lá. Đây cũng đang là một trong những mô hình được bà con nông dân và chính quyền địa phương rất quan tâm. Với cái xu hướng là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thì hiện tại thì trên cơ sở là những cái loài rau hoa truyền thống thì nông dân cũng đã bước đầu tư để mà phát triển những cái loại cây trồng khác nó phù hợp với cái điều kiện thổ nhưỡng cũng như là nó có cái giá trị kinh tế cao hơn. Trong đó là có các cái loại phụ liệu để mà cắm hoa, trong đó là cây lấy lá. Cây lấy lá thì hiện tại thì cái diện tích phát triển ở xã thì cũng còn đang rất là hạn chế, vẫn trên dưới 10 hectare thôi. Các loại cây lấy lá kiển như đuôi chuồn rất thích hợp với nông dân có diện tích canh tác ít. Hơn nữa, chi phí chăm sóc ít và đầu ra đến hiện nay vẫn khá ổn định, hầu như ngày nào cũng có thu nhập. Tuy nhiên, hiện nay giá cây giống đầu vào còn khá cao. Để đầu tư được một khu vườn cây lá kiển như thế này, thì người nông dân có thể phải bỏ vốn đầu tư ban đầu từ vài trăm đến cả tỷ đồng. Do vậy, phát triển hợp lý loại cây trồng này sẽ giúp bà con nông dân kiểm soát tốt nguồn vốn của mình, từ đó làm giàu cho gia đình. Tùng đuôi chuồn thích hợp với ánh sáng mặt trời trực tiếp, thích hợp cho treo ở những nơi có ánh sáng nhiều.
Cây phát triển mạnh trong điều kiện ánh sáng đầy đủ, lá xanh tươi tốt. Trong trường hợp để trong điều kiện ánh sáng ít hoặc bóng râm, cây sẽ phát triển chậm lại và dáng bé đi. Đất và nước. Tùng đuôi chồn phát triển trong hầu hết các loại đất có tính chịu hạn rất tốt, nhưng nó sẽ phát triển tốt hơn trong điều kiện chăm sóc đầy đủ. Nên tưới cây khoảng vài lần một tuần để cung cấp nước đầy đủ cho cây sinh trưởng. Nhiệt độ. Cây thích hợp ở nhiệt độ khoảng 25 độ C, ở nhiệt độ này là tốt nhất cho cây. Cây tùng đuôi chồn là loại cây dễ chịu, trồng được trong các môi trường đất hay thủy sinh đều phát triển tốt. Ngoài ra có thể trồng viền ở các lối đi, trồng trong chậu, chậu treo đều thích hợp. Tùng đuôi chồn được ứng dụng rộng rãi trong nội thất, ngoại thất với chức năng trang trí làm đẹp. Cách chăm sóc, tưới nước đầy đủ. Khi tưới nước, tưới lên thân cây và gốc để cho cây mát. Trong trường hợp đặt cây ở môi trường điều hòa để cây sinh trưởng tốt nên đem cây ra nắng vài giờ trong tuần. Nếu treo cây ở những nơi có điều kiện ánh sáng gay gắt và gió nhiều thì nên tưới thường xuyên hơn để đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây. Sâu bệnh. Tùng đuôi chồn có sức đề kháng tốt, ít sâu bệnh. Thường thì bệnh chủ yếu là rụng lá. Để hạn chế và ngừa bệnh, cần chú ý trong việc chọn đất trồng và vệ sinh chậu trong khi trồng. Nhân giống. Tùng đuôi chồn rất dễ trồng và nhân giống. Bộ rễ của nó phát triển khá tốt với hệ củ lan rộng. Có thể nhân giống bằng cách tách củ mang mầm non đi ươm thành cây con hoặc bằng cách gieo hạt. Mít là loại cây ăn trái, ít kén đất, dễ trồng. Vì thế, diện tích trồng mít ngày càng mở rộng với nhiều giống mít ngon, mau cho trái, như giống mít siêu sớm, vàng cam, nghệ, v.v. Trước kia, sâu bệnh trên mít không đáng kể. Song hiện nay, trong điều kiện thâm canh, sâu bệnh gây hại cây mít ngày càng phát triển. Hiện nay, ở giai đoạn trái có hai đối tượng dịch hại phổ biến, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng trái, đó là ruồi đục trái và bệnh thối trái non. Ruồi đục trái trên mít là loại Bactrocera umbrosa fabricius. Loài này có phổ ký chủ giới hạn trong giống mít. Trưởng thành của ruồi đục trái mít là một loài ruồi có kích thước khá lớn, lớn hơn ruồi nhà. Ruồi thường gây hại vào mùa mưa. Ruồi trưởng thành hoạt động vào ban ngày, có khả năng bay xa. Con cái dùng ống để chích vào vỏ trái để trứng vào bên trong. Vết chích nhỏ nên khó nhìn thấy. Ấu trùng màu trắng ngà, còn gọi là dòi, dài khoảng 9-10mm. Sống bên trong trái làm thối phần thịt trái. Khi đẩy sức, dòi chui ra khỏi trái rồi xuống đất hóa nhộng, ruồi phá hại nhiều khi trái gần chín đến chín. Triệu chứng thể hiện trên trái mít có những đốm thối nâu, có nhiều chất nhựa đục chảy ra trên trái. Ngay nơi bị hại mềm nhũn, dòi tạo những lỗ nhỏ trên trái và búng mình ra khỏi trái. Dòi gây hại tạo điều kiện các vi sinh vật khác bội nhiễm nên làm trái mòn thối, chẻ bên trong thịt trái bị thối hư. Dòi có khả năng búng mình rất xa. Trên một trái mít có rất nhiều con dòi. Cách phòng trị. Thu hoạch kịp thời, không để trái chín quá lâu trên cây. Đem tiêu hủy những trái bị dòi gây hại để diệt dòi bên trong trái. Khi ruồi trưởng thành, phát sinh, dùng thuốc dẫn dụ có chất methyl eugenol để dẫn dụ và diệt ruồi đực hoặc phun bã protein, chỉ phun thành đốm nhỏ trên tán cây nên phun vào khoảng 8 đến 10 giờ sáng. Không nên xịt thuốc hóa học trực tiếp lên trái để diệt dòi vì thường hiệu quả không cao và không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Ngoài ruồi đục trái, bệnh thối trái non gây hại khá phổ biến trên mít. Bệnh do nấm Scisopus nigricans gây ra. Bệnh gây hại trên hoa và trái non, làm trái thối đen và rụng. Vết bệnh khởi đầu là đốm màu nâu đen. Sau bệnh lan dần cả trái, làm cả trái bị thối đen. Trên vết bệnh, sản sinh ra các sợi nấm và túi bào tử màu đen mọc tua tủa. Bệnh có thể xuất hiện vào bất cứ vị trí nào của trái. Bệnh lây lan nhanh từ trái này sang trái khác. Bệnh chỉ gây hại giai đoạn trái non. Bệnh phát triển nhiều trong điều kiện thời tiết nóng và mưa nhiều, vườn cây rậm rạp, đất ẩm thấp, đọng nước. Sợi nấm sẽ sản sinh ra nhiều bào tử và lây lan rất nhanh trong điều kiện có gió, mưa. Biện pháp phòng trừ. Vệ sinh vườn cây, thu gom những trái bệnh đem tiêu hủy. Chú ý loại bỏ những hoa mít đực đã khô. Tỉa cành thông thoáng hơn. Chọn giống ít nhiễm sâu bệnh, bao trái lúc còn nhỏ, phát hiện bệnh mới chớm phun các loại thuốc hóa học như Vimanco, Ridomingo, Matasin. Bà con và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện Nhà Nông tuần này xin được khép lại tại đây.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.